Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Thầy Tử Vi luận đoán, quý cô bác tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 12 âm lịch tới đây, chỉ cần làm được điều này, đảm bảo chúng quả đậm, đổi vận, dầu như vũ bão, tiền tiêu không hết. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Đinh Mùi cho thấy người tuổi Đinh Mùi chính là con giáp phải chịu nhiều tác động nhất của hung tinh nên vận khí suy giảm mạnh. Nhưng trong khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bản mệnh tuổi Đinh Mùi, đúng như câu nói, lửa thử vàng gian nan thử sức. Vậy để nắm bắt được vận trình của mình trong tháng cuối cùng của năm 2022 này. Xin mời quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi hãy theo dõi các nội dung chính được giới tiên tri hiệp lực với giới tử vi luận giải cung mệnh như sau. Nội dung về tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch gồm có. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp, thứ hai là phần tử vi tài lộc thứ ba là tử vi tình duyên và gia đạo, thứ tư là tử vi sức khỏe, và thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vật của bệnh chủ đinh mùi, theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi đinh mùi trong năm quý mão 2023, giúp gia chủ cả năm may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Thứ nhất là phần tử vi sự nghiệp của tuổi đinh mùi trong tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng của tuổi Đinh Mùi nhận thấy rằng, bước sang tháng 12 âm lịch này, phương diện sự nghiệp của bản mệnh đứng trước rất nhiều thử thách. Vận khí suy giảm, nhiều hung tinh chiếu mệnh, thái tuế án ngữ, công nghiệp của mệnh chủ liên tục xảy ra những trục trặc, có những việc vốn đã làm quen tay, nay cũng xuất hiện sai số bất ngờ, áp lực tinh thần ngày càng lớn, dù nguyên nhân khách quan là chủ yếu, nhưng cũng không thể không kể đến những vấn đề xuất phát từ chính bản mệnh, khiến mọi chuyện càng trở nên rối ren, bế tắc. Điểm báo bạn có thể đụng độ tiểu nhân, hoặc lay hoay tìm ra cách để không bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt hàng loạt thách thức cùng lúc khiến bản mệnh làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công giá tràng. Nguyên nhân chủ quan có thể nằm ở thái độ làm việc có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt của bạn, hơn nữa đinh mùi còn thiếu sự quyết tâm làm việc, hay bỏ giờ nửa chừng. Cận kề Tết nguyên đán, nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng, tháng này còn có thêm nguyện lệnh lâm mộ ở mùi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể biến động theo hướng tiêu cực nếu tuổi mùi vẫn giữ thái độ bảo thủ không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác hoặc làm việc độc lập đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể thì khó có thể làm được việc lớn muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi là chưa đủ bạn vẫn cần hòa mình với tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén căng thẳng những chú dê sẽ phải làm việc tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó thì may ra kết quả mới khả quan còn nếu lười nhác chủ quan thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng quá, lửa thử vàng gian nan thử sức, khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn nhé. Nếu bạn có thể giữ thái độ điềm tĩnh, sáng suốt, trong xử lý vấn đề, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không nóng vội quyết định bừa bãi, thì vận khí sẽ dần có khởi sắc thậm chí chuyển nguy thành an. Những ngày cuối tháng, hãy nhớ lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo hỏng việc. Thứ hai là Tử vi tài lộc tuổi đinh mùi trong tháng 12 âm lịch không chỉ sự nghiệp mà tài lộc của đinh mùi cũng xuất hiện nhiều nguy cơ không có tài tinh chiếu mệnh trong tháng mới này đã vậy lại có hung tinh đại hao chủ về hao tán tiền của hoành hành khiến tài vận giảm suốt tình trạng phá tài cũng rất mạnh trong khi các nguồn thu không tăng thì các khoản chi lại quá nhiều khiến việc chi tiêu mất cân đối đây là tháng giáp tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra không ít khoản để sắm sửa trang hoàng nhà cửa nếu không quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền của của bạn lúc nào cũng trong tình trạng khó khăn có người thậm chí còn phải vay mượn tạm thời lấy chỗ này đập chỗ kia cuộc sống khá eo hẹp với người làm công ăn lương công việc kém suôn sẻ do bị tiểu nhân chơi xấu bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn mong muốn nâng cao thu nhập cho mình từ những dự án nhưng hoàn thành kém hiệu quả tốc độ trì trệ ảnh hưởng khá lớn đến các khoản lương và thường tết hơn nữa trong tháng có tiểu nhân vận vượng bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại tiền bạc tổn hao nhất là chuyện kinh doanh bất lợi lợi nhuận suy giảm nhanh chóng thời điểm này cũng không thích hợp đầu tư mạo hiểm, vận trình có nguyệt lệnh lâm mộ, mưu sự khó thành, mặc dù bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhằm kiếm về một khoản để tiêu tết, nhưng tỷ lệ thành công không cao, vậy nên tránh thì hơn. Thời gian này bạn nên học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm, chờ thời cơ đến, sẽ tiến hành thì nắm chắc phần thắng trong tay. Khi nhận được lời đề nghị hùng vốn đầu tư với người khác, mệnh chủ cần thận trọng, xem xét lại các nguồn thông tin, đừng thấy người khác làm ồ ạt một cách ngon ăn, mà nghĩ mình cũng có thể học theo, làm ăn thiếu hiểu biết, đồng nghĩa với thua lỗ càng lớn. Tết nguyên đán đã cận kề, tốt nhất bạn nên chi tiêu thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn, thì mới có thể đủ trang trải trong dịp Tết. Thứ ba là Tử vi sức khỏe tuổi đinh mùi tháng 12 âm lịch Tháng mới báo hiệu sức khỏe của người tuổi đinh mùi cũng có dấu hiệu xuống dốc, sức đề kháng suy giảm, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng có nguy cơ bị ngã, bị thương, do va đập, cọ sát của con giáp này là khá cao. Thầy Tử Vi cảnh báo bản mệnh cần chú ý khi đi đường, hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận để giữ cho sức khỏe tốt vừa không mất tiền đi viện. Ngoài ra bạn cũng đừng quên cải thiện thể trạng bằng việc rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày, vận động hợp lý kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thứ tư là Tử Vi và Cẩm Nang vượng vận cho mệnh chủ Đinh Mùi theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử Vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng thấy rõ, hung tinh thiên quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Đinh Mùi vào 10 ngày đầu tháng 12 âm này, bản mệnh có thể sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng đừng nổi nóng hay to tiếng, bạn có thể sẽ gặp bất lợi 10 ngày đầu tháng này, bạn hãy giữ lời ăn tiếng nói cũng như thận trọng trong cách hành xử của mình. Bù lại tam hội sẽ giúp việc làm ăn của mệnh chủ có dấu hiệu mở mang, các mối hợp tác cũ, mới đều sẽ đem lại cho bạn lợi nhuận không nhỏ, hãy cố gắng tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng và tìm kiếm thêm nhiều nguồn tiêu thụ trong tương lai trong chuyện tình cảm, nếu như mọi thứ đều đang diễn ra đúng như bạn mong muốn, thì cũng đừng chủ quan mà coi đó là điều đương nhiên, tình yêu muốn bền vững thì vẫn cần cả hai có sự đầu tư và vun vén mỗi ngày. Vậy nên, bạn hãy phát huy những điều bạn đang làm, để mối quan hệ này có thể tiến triển hạnh phúc và êm ấm. Thời điểm vàng trong tháng là hai ngày, là mùng 2, và mùng 6 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Nam, hướng Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi hợi, tuổi mão, chắc chắn sẽ thành công. Con số phát tài là 47, 90 và 21. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ mùng 10 đến 20 tháng 12 âm. Người tuổi đinh mùi có dấu hiệu hao tài, khi có hung tinh là kiếp tài tác động, vận xui ập tới khiến cho con giáp này làm ăn rất dễ đổ bể, bản mệnh phải tiêu tốn không ít tiền của nhưng chẳng thu lại được là bao. Bạn hay coi đây như là bài học đắt giá để điều chỉnh các kế hoạch về sau để tránh đi vào vết xe đổ một lần nữa áp lực về mặt tiền bạc khiến cuộc sống của con giáp này cũng chẳng được thoải mái, có lẽ bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu thông minh hơn, để tránh những thói quen tiêu tiền thiếu kiểm soát của mình, có như vậy tương lai sau này mới đảm bảo, dư giả dạ và giàu có, không phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh túng thiếu tuổi xế chiều. Tình cảm có lúc nóng lúc lạnh, quan trọng là cả hai đều cố gắng hàn gắn dạn nứt và trái tim luôn hướng về nhau. Thời điểm vàng trong tháng là 3 ngày duy nhất là, ngày mùng 10, 12 và 15 âm lịch. Hướng may mắn là hướng đông nam và đông bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi ngọ tuổi tỵ, chắc chắn thành công. Con số phát tài là 88, 59 và 43. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến 30 Tết. Với tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi đinh mùi có thể đạt được những thành tựu nhất định trước kỳ nghỉ Tết. Bản mệnh luôn hăng hái và năng nổ trong tập thể, không ngại đảm nhận những nhiệm vụ mà người khác còn e dè, nhờ vậy có giáp này được cấp trên ưu ái và có khả năng được cất nhắc trong thời gian 10 ngày cuối cùng của năm nhâm dần này. Đây chính là kết quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được khi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những nhiệm vụ của mình, nhân đàn này bạn hãy lên kế hoạch chinh phục những điều mới, khai phá tiềm năng của bản thân, chớ vội vàng hài lòng với thực tại, bởi con người phải có tinh thần cầu tiến mới không lo bị thụt lùi. Tuy nhiên chuyện tình cảm của con giáp này có chút mâu thuẫn, ngũ hành xung khắc, mỗi người có một quan điểm khác biệt mà không ai chịu lắng nghe cảm nhận và suy nghĩ của đối phương thì mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Đinh Mùi nên bình tĩnh và suy xét về những vấn đề mà cả hai gặp phải, trong lúc nóng giận đừng vội đưa ra quyết định gì kẻo sau này phải hối hận, hãy cùng nhau hạn chế cái tôi của riêng mình, làm chủ cảm xúc đừng để Tết đến xuân về mà còn cãi vã và sẽ làm cho không khí gia đình đón năm mới mất vui. Thời điểm vàng trong tháng này là đúng Tết ông công, ông táo và ngày 25 âm lịch hướng may mắn hướng bắc và hướng nam, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi tỵ, tuổi hợi, chắc chắn thành công. Con số phát tài 68, 34 và 77. Tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi đinh mùi trong năm 2023, giúp gia chủ, may mắn, vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi đinh mùi trong năm quý mão 2023 là

Bính Tuất 1946, Mậu Tuất 1958, Giáp Tý 1984, Quý Dậu 1993, Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Kỷ Mùi 1979 và Đinh Mão 1987. Trên đây là những chia sẻ hết sức tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình và hy vọng rằng với những thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị cô bác. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chúc quý cô bác luôn may mắn, bình an, giàu sang và hạnh phúc có một năm 2022 đầy ý nghĩa và bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý. Nếu quý cô bác yêu thích video này của chúng tôi, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video, thông tin mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo